Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình Quốc phòng toàn dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tập trung phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố trong tuần qua. Tiếp theo chương trình là phóng sự Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố tổ chức hội thi giáo viên báo cáo viên năm 2013. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Nhằm thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự, đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dự bị động viên năm 2013, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức phiên họp thứ nhất đợt 2 năm 2013. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, thay mặt Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tuyển quân đợt 2 năm 2013. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm nay, các đơn vị nhận quân không thực hiện 3 gặp 4 biết nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, nắm chắc được hoàn cảnh cụ thể của từng thanh niên để có hướng giúp đỡ, động viên, giáo dục, thực hiện bình cử công khai, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật, tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, nhất là đối với những gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong quá trình chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố yêu cầu lãnh đạo các ban ngành đoàn thể địa phương phải luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện giúp đỡ cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của địa phương hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cho thành phố hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2013, đảm bảo về số lượng và chất lượng cao. Sau 4 ngày sôi nổi tranh tài, đoàn thanh niên khối lực lượng võ trang thành phố gồm các đơn vị Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đã bế mạc hội thi các môn quân sự, thể dục thể thao phối hợp năm 2013. Đến dự có Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, đại diện thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các vận động viên. Nội dung thi gồm các môn chạy vũ trang 3.000m, chạy 400m tiếp sức, bóng chuyền nam, bóng đá, co tay xà đơn, cầu lông đôi nam nữ. Kết quả giải toàn đoàn: nhất, đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh thành phố; nhì, đoàn thanh niên Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; ba, đoàn thanh niên Công an thành phố. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động thi đua cao điểm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố hướng tới chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đảng bộ quận Tân Bình sơ kết nghị quyết 51 khóa 9 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nét nổi bật xuyên suốt hơn 8 năm thực hiện nghị quyết 51 của Bộ Chính trị ở quận Tân Bình là đã tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới, xây dựng môi trường lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, tăng thêm nguồn lực, sức mạnh, niềm tin, giúp cho cán bộ chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó cũng đã tăng cường hiệu lực của người chỉ huy, thực hiện tốt mối quan hệ với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh quận 8 đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2013 cho hơn 200 cán bộ thuộc đối tượng 4 năm ở địa phương. Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu một số nội dung về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc, một số nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên. Qua học tập nhằm giúp cho cán bộ cơ sở của các phường trong quận 8 phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện kế hoạch số 2459 ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về tổ chức hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2013. Trong tuần qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố đã tổ chức hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2013 cho 191 thí sinh tiêu biểu đại diện cho 24 quận huyện và 322 phường xã thị trấn của thành phố. Trong những năm qua, quán triệt chỉ thị 12 ngày 3 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới, Nghị định 116 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng an ninh, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện kế hoạch hướng dẫn của quân khu 7. Hơn một tháng qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các quận huyện đã tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ở cấp mình. Hội thi thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại cơ sở. Qua hội thi, các quận huyện đã tuyển chọn những tập thể cá nhân tiêu biểu của địa phương mình tham gia hội thi cấp thành phố. Hội thi cấp thành phố diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 tháng 8 năm 2013 đến ngày 9 tháng 8 năm 2013. Qua cái cuộc thi này tôi thấy là mình học hỏi được nhiều mặt. Về mặt nhận thức thì tôi thấy là cũng đã nâng nhận thức mình lên về cái tầm quan trọng của cuộc thi để nhằm trang bị cái kiến thức, cái nhận thức cho đội ngũ báo cáo viên. Tôi sẽ tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng quận về cái chương trình kế hoạch để giảng dạy cho cái học viên thuộc cái đối tượng và được phân cấp. Đồng thời là cũng tham mưu cho Hội đồng Giáo dục là chọn lựa những cái báo cáo viên để bồi dưỡng, nâng cao cái năng lực công tác giảng dạy để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ mà của cấp ủy của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng đặt ra. Nội dung thi gồm thi trắc nghiệm, thi vấn đáp, thi thực hành bài giảng, bốc thăm chọn một trong ba chuyên đề đã chuẩn bị giảng cho đối tượng 4B và đối tượng 5B theo quy định. Nhìn chung, trong suốt quá trình diễn ra hội thi thành phố, từ công tác chuẩn bị hội thi đến triển khai thực hành thi và kết thúc hội thi với khối lượng công việc triển khai nhiều, nhưng ban chỉ đạo, ban tổ chức đã chủ động phối hợp hiệp đồng triển khai khá chu đáo, đầy đủ các văn bản liên quan nội dung thi và công tác bảo đảm cho các cơ quan đơn vị và từng thí sinh. Riêng các cơ quan đơn vị địa phương cũng đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đã cử đúng đủ số lượng thành phần tham dự hội thi thành phố. Qua cái cuộc thi thì chúng tôi cũng là một cái dịp để chúng tôi trau dồi thêm cái kiến thức về giáo dục quốc phòng an ninh, để từ đó chúng tôi có những cái tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để có cái chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho các cái lực lượng, các cái đối tượng ở địa phương, và qua đó cũng làm tốt cái công tác tham mưu và vận động quần chúng nhân dân trong đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cũng như bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung. Và cái dịp này cũng là dịp để chúng tôi có điều kiện học tập, rèn luyện và hiểu biết thêm về cái kiến thức quốc phòng an ninh để vận dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới. Đa số các thí sinh đều xác định tốt trách nhiệm, công tác chuẩn bị của từng thí sinh, từng đơn vị khá chu đáo, tỉ mỉ và công phu. Trong quá trình thi đã thể hiện khá tốt, nhất là phần thi trắc nghiệm, vấn đáp, đã biết liên hệ, vận dụng liên hệ thực tiễn ở địa phương và bản thân tốt, đặc biệt phần thi thực hành bài giảng. Đa số các thí sinh đầu tư đề cương bài giảng khá tốt, nhất là phần thuyết trình và trình chiếu đã làm sinh động hơn nội dung từng chuyên đề. Đây là một trong những hội thi rất quan trọng và cần thiết đối với lực lượng cán bộ của quận và cơ sở chúng tôi. Qua hội thi này đã giúp chúng tôi rèn luyện kiến thức, trau dồi kỹ năng, và đây là một trong những lý luận và thực tiễn giúp chúng tôi hoàn thành các cái nhiệm vụ kinh tế chính trị của quận và cơ sở năm 2013 được tốt hơn. Ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân đạt kết quả cao trong hội thi vừa qua, mới đây, tại lễ bế mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Thành ủy viên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố,
đại diện cơ quan thường trực Hội đồng Quốc phòng An ninh thành phố đã đánh giá cao kết quả hội thi. Thông qua hội thi lần này, chúng ta tiếp tục khẳng định việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên là thật sự cần thiết, và việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Có làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh mới góp phần tích cực chuyển tải những thông tin định hướng của Đảng và nhà nước về sự nghiệp quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân đến toàn dân. Thông qua hội thi nhằm giúp cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố kiểm nghiệm, đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ở các quận huyện, phường xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, kịp thời rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa trong việc giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ở địa phương. Đồng thời qua hội thi, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố cũng đã tuyển chọn được 24 cá nhân đạt thành tích tốt, đại diện cho thành phố tham dự hội thi cấp quân khu 7 năm 2013. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình Quốc phòng toàn dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ này đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.